Hãng tin Pháp thán phục nghị lực phi thường của vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã làm dậy sóng giới hâm mộ điền kinh khu vực khi lập cú hat-trick huy chương vàng tại SEA Games 32 tính đến thời điểm này. Trong tối ngày 8 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh đã giành huy chương vàng nội dung chạy 5.000m nữ. Tối sau đó, cô tiếp tục thống trị tại hai nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Điều đáng nói, cô hoàn thành cả hai màn trình diễn ngoạn mục này chỉ trong vòng 30 phút, dù có nhiều đồn đoán trước đó rằng với lịch thi đấu quá sát nhau, Nguyễn Thị Oanh sẽ buộc phải bỏ bớt một trong nội dung thi đấu đòi hỏi nhiều thể lực này. Hãng thông tấn Pháp AFP đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với vận động viên điền kinh sinh năm 1995 này. Hãng này bình luận, một ngôi sao điền kinh của Việt Nam đã xuất sắc giành hai huy chương vàng nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Đó là màn trình diễn phi thường, cho thấy sự thống trị của cô ở khu vực Đông Nam Á. Chia sẻ với báo giới sau khi về đích, Nguyễn Thị Oanh nói, khi biết rằng không thể thay đổi lịch trình, tôi đã chấp nhận và hạ quyết tâm chinh phục thử thách. Tất nhiên, tôi và các huấn luyện viên của mình cũng đã chuẩn bị chiến lược tốt nhất để tiết kiệm thời gian và sức lực nhất có thể cho cả hai cuộc đua. Hiện tôi rất mệt, nhưng cũng rất vui vì đã hoàn thành nội dung thi đấu chiều nay. Tới thời điểm này sau 4 kỳ SEA Games, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã giành được 11 huy chương vàng ở các kỳ đại hội Đông Nam Á, sang bằng kỷ lục của chân chạy Nguyễn Thị Huyền, Việt Nam, và Trian Sinh, Indonesia. Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh vẫn còn một nội dung đăng ký nhưng chưa thi đấu là 10.000m nữ. Bốn nội dung cá nhân trong một kỳ đại hội cũng là con số kỷ lục đối với một vận động viên điền kinh của Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games.